Hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 2022, thứ bảy, tuần thứ hai, phục sinh. Trích sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng. Nên xảy ra việc các người Hy Lạp kêu trách các người Do Thái. Vì trong việc phục vụ hàng ngày, người ta khinh miệt các bà quá trong nhóm họ. Nên 12 vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo, chúng tôi bỏ việc rao giảng lời chúa mà lo đi giúp bạn thì không phải lạ vậy thưa anh em anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt đầy thánh thần và khôn ngoan để chúng tôi đặt họ làm việc đó còn chúng tôi thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời chúa cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài và chọn stefano một người đầy đức tin và thánh thần và chọn Philippe Rocco, Nicano, Timon, Parmena và Nicola quê ở Antioquia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các tông đồ, các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn và số môn đồ ở Jerusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế văn phục đất tiền. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Cây Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con như chúng con đã trong cây Chúa. Người hiền đức hay hân hoan trong Chúa, ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay, hãy ngợi khen chua với cây đàn cầm, với đàn mười giây hãy xương ca mừng Chúa. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con như chúng con đã trong cây Chúa. Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cây tin. Chúa yêu chuông đều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sùng Chúa. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con như chúng con đã trong cây Chúa kìa chúa để mắt coi những kẻ kinh xa người nhìn xem những ai kề trong ân sủng của người để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cành cơ hàng lạy chúa xin tỏ lòng từ bi chúa cho chúng con như chúng con là trong cây chúa Alleluia, Alleluia. Thầy bơi cha mà ra và đã đến trong thế gian Bây giờ Thầy đã bỏ thế gian mà về cùng cha Alleluia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, An Lạy Chúa vinh danh Chúa Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu -xu xuống bờ biển Rồi lên thuyền sang bên kia Trải về hướng các pháp nô ôm Trời đã tối mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ bỗng cùng phong nổi lên biển động mạnh khi chèo đi được chừng 25 hay 30 dặm thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển tiến lại gần thuyền họ hoảng sợ nhưng người nói với họ chính thầy đây đừng sợ họ định rước người lên thuyền nhưng ngay lúc ấy thuyền đã đến nơi họ định đỡ đó là lời chúa lạy Chúa khi tô người khen Chúa Cùng Chúa khi ta hiệp hành Thầy đây mà, đừng sợ Doan chương 6 câu 19 Suy niệm, điều duy nhất chúng ta phải sợ là chính nỗi sợ F. Roosevelt Con thuyền bé xíu xoay vòng Nhấp nhô giữa ba đào biển động gió mạnh Đang lúc hồn siêu phách lạc như vậy Thầy của các ông lại đi trên mặt biển mà lù lù đến càng khiến các ông khiếp sợ hơn, thế nhưng chỉ cần một lời trấn an của thầy, thầy đế mà đừng sợ, các ông lại tìm thấy an bình, thuyền cập bến bờ bình an. Cũng vậy, lắm lúc khi phải đối diện với những tai ương hoạn nạn, khó khăn thử thách của cuộc đời, ta hoảng hốt sợ hãi, vì nghĩ rằng không có Chúa, Ngài như vắng mặt, không hiện diện bên cạnh mình. Đừng quên những lúc ấy, ngài đã đến bên cạnh ta, nâng đỡ, hỗ phù ta, nhưng ta không nhận ra ngài, tưởng là ảo ảnh hay là bóng hình của người nào đó. Mời bạn, hãy làm điều bạn sợ, và cái chết của nỗi sợ là điều chắc chắn. Air Emerson, bạn sợ mệt, sợ nhọc, sợ phải gián thân, sợ phải hy sinh quên mình vì sống đức tin, khi tích cực tham gia sứ vụ loan báo tin mừng, hãy thực hành những gì trong danh mục bạn sợ và bạn sẽ thấy kết quả thật bất ngờ nỗi sợ dần dần sẽ biến mất thay vào đó là niềm vui năng lực sung mãn của người tông đồ giáo dân giữa đời sống lời chúa ngồi ngẫm nghĩ xem đâu là nỗi sợ lớn nhất khiến bạn luôn tìm sự an toàn bản thân trên con đường hiệp hành của hậu thánh rồi can đảm làm điều mình sợ để lướt thắng nỗi sợ cũng như để làm việc tông đồ mỗi ngày cầu nguyện lời chúa giêsu nỗi sợ lấy đi tất cả khả năng trí óc và năng lượng thể lý của con xin giúp con luôn tin tưởng cậy trông vào sự hiện diện quyền thế của chúa bên con amen trích suy niệm lời chúa hàng ngày tôi xin chấp nhận tại một bệnh viện trong thành phố hiroshima bên nhật bản một người đàn bà bị phóng xạ nguyên tử từ 30 năm qua đang lên cơn hấp hối. Bác sĩ chữa trị cho biết bà chỉ còn nhiều lắm, là một hay vài giờ nữa là cùng. Theo thói quen tại Nhật Bản, người ta thông báo để người sắp chết cho biết ý muốn trong những giây phút cuối cùng. Bác sĩ vào phòng bệnh nhân và nói nhỏ với bà. aki người đàn bà ngước nhìn vị bác sĩ và dùng ngón tay trỏ viết vào trong lòng bàn tay trái của bà câu Akisame nghĩa là tôi xin chấp nhận với tất cả bình thản người đàn bà đã biết những giờ phút hải hồn nhất trong cuộc sống thành một biến cố tự nhiên và thanh thản cuộc sống của chúng ta dường như được cấu tạo bằng nhiều vị khác nhau đắng cay chua xót ngọt bùi gia vị là một điều cần thiết cho thức ăn. Người không thích cay đắng thì sẽ xem trái ớt hạt tiêu là kẻ thù của khẩu vị, người thích cay đắng thì lại tìm ra mùi vị thơm ngon của nó. Hoa nào cũng có mặt đắng nhưng loài ong khéo léo để chỉ hút mặt ngọt. thiên chúa ban cho chúng ta một cuộc sống với môn màu sắc và hương vị khác nhau, chúng ta phải là loài ong đi tìm mật ngọt trong vườn hoa cuộc sống ấy nếu chỉ nhìn thấy mặt đáng chúng ta sẽ bỏ cuộc đầu hàng trong chán nản nếu biết biến báo chúng ta có thể tìm được mặt ngọt và biến những đắng cay chua xót thành mặt ngọt và hương thơm sau khi đã đánh bại đức quốc xã và giải phóng âu châu suốt xuyên thủ tướng nước anh đã tuyên bố không còn gì buồn thảm cho bằng một chiến thắng cảnh thu dọn chiến trường Cảnh kẻ khóc người cười, cảnh vợ mất chồng, cảnh cha mẹ mất con cái. Chiến thắng ngự trị trên tro tàn đổ nát. Dù vui với chiến thắng đến đâu, có ai mà không nhận ra ngậm ngùi, xót xa. Hôm nay 30 tháng 4 đánh dấu một trong những biến cố đau thương nhất của lịch sử dân tộc. Mỗi năm chúng ta có dịp ôn lại ngày lịch sử ấy, mỗi người một tâm tình nhưng dưới cái nhìn đức tin người Kitô luôn được mời gọi để nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa. Với tất cả bình thản và lạc quan, chúng ta hãy thốt lên như thánh nữ Teresa hài đồng giữa cơn đau quằn quại trong thân xác và tâm hồn. Tất cả đều là ơn Chúa. Còn tâm tình nào đúng đắn hơn trong ngày lịch sử này là cảm tạ và phó thác, cảm tạ Chúa vì quan mọi biến cố Chúa quan phòng, luôn gìn giữ chúng ta và hướng dẫn chúng ta trên đường ân phúc của Ngài. Phổ thác cho Ngài bởi vì Ngài luôn có mặt trong cuộc sống, để biến tất cả những thất bại, đau khổ, cay đắng trong cuộc sống thành khởi đầu của một cuộc sống tốt đẹp hơn, bài Trích sách lại sống.